Phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với buổi live tiếp theo của Phương nha cả nhà. Thì mở đầu buổi live buổi trưa ngày hôm nay á, thì Phương cũng xin kính chúc cho cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live của Phương có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, mát mẻ nè, vui vẻ nè. Chiều nay thì Phương cũng xin chúc cho cô chú anh chị mình ai ai cũng được có tài có lộc nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình hữu duyên xem được cái buổi live của Phương thì cô chú anh chị cũng cho ủng hộ cho Phương xin một like cả nhà. Một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Thì buổi trưa ngày hôm nay thì Phương tiếp tục quay sự linh thiêng của ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, cũng như là xem tử vi 12 con giáp cho cô chú anh chị mình hàng ngày. Cuối live thì Phương cũng xin tài lộc cho cô chú anh chị mình tham khảo buổi chiều hôm nay, miền Nam, miền Trung và miền Bắc nha cả nhà. Hôm nay là ngày 14 Tây tháng 4 2024 nha cô chú anh chị. Chào anh Chí Võ nha, con chào cô Long Nhi. Chào chị Dung Lê nha. Đinh Tị, chị Đinh Tị hôm nay có lộc nhỏ nha chị Dung Lê ơi. Hôm nay Phương đi gửi nhang trầm cho cô chú anh chị mình, cho nên Phương về hơi trễ, like hơi trễ nha cả nhà. Đi về vừa mới về tới nhà luôn á. Chào chị Yến Vi, cảm ơn chị Yến Vi rất là nhiều. Chào chị Trần Như Tuyền. Quý hội hôm nay có lộc nhỏ nha chị Trần Như Tuyền ơi. Chào Lê Nguyễn 95 và 59 đài nào. Năm 995 đi Kiên Giang và Đà Lạt giùm em, 5995. Chào chị Tiết Trần nha, cảm ơn chị đã like cho em nha. Nhâm dần hôm nay là không có tốt cô Long Nhi ơi, nhâm dần hôm nay không tốt. Nếu có tham khảo lọc thì mình đi nhỏ thôi nha cô Long Nhi. Chào chị Quang Nguyễn nha. Sao hôm nay live trễ gì? Hôm nay em mới đi giao gửi ba cái nhang trầm cho cô chú anh chị mình đặt hà đặt trầm á, gửi cho bên giao hàng bên vận chuyển á, rồi về cũng trễ chị. Tại giao tới Chi Tôn ngoài đây tới chỗ Phương gửi hàng cũng ba mấy cây lận, cho nên đi về cũng hơi trễ, cho nên lên live trễ. Tuổi Mùi hôm nay mình có lộc nha chị Ý Nguyễn ơi. 2552 Tiền Giang, Dung Lê. 2552 đi Tiền Giang về Kiên Giang nha chị Dung Lê. Châu Thương, chào anh Châu Thương nha. 2772 Đà Lạt. 2772 nếu mà đi Đà Lạt thì lót giùm em đài Kiên Giang nữa nha chị. Chào chị Hằng Mộng nha, tuổi Dần hôm nay không tốt nha chị ơi, có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. Chào chị Vũ Thị Kim Thoa nha. Đinh Tị hôm nay có lộc nhỏ nha chị Vũ Thị Kim Thoa. Chào chị Lan Nguyễn. Chị like cho em rồi, cảm ơn chị Châu Thương rất là nhiều. Cảm ơn anh sức khỏe là vàng nha. Cảm ơn anh. Chào chị Nguyễn Thị Kim Anh nha. Chào anh Phát Minh Kỷ Tỵ hôm nay có lộc nhỏ nha anh Phát Minh ơi. Chào anh Nguyên Phạm. Chào Đồng Thị Tiết Nga. Tuổi Tức hôm nay mình có lộc luôn nha chị Đồng Thị Tiết Nga. Chào anh Tấn Quỳnh, anh Tấn Quỳnh nha.
Cảm ơn Tân Quỳnh rất là nhiều. Cô chú anh chị mình vô xem like ủng hộ cho Phương xin một like nha cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cô chú anh chị. Chào Nhiên Hồng nha, chào chị. 72 đi Tiền Giang, Kiên Giang giùm em nha chị Nhiên Hồng. À, tại vì em đi giao trầm mà nhau nhan trầm á, cô về hơi trễ, lên like trễ á chị. Chào Trung Nguyễn nha, hôm nay canh thân. Kinh thân hôm nay mình có lọc nhỏ nha anh Trung Nguyễn ơi. Chào Khang Nguyễn nha, Đinh Tị hôm nay mình có lọc nhỏ luôn nha. Quý hội hôm nay là có lọc nhỏ luôn nha anh Sang Dương Thanh này. Chào chị Trương Phương Phương nha, canh ngọ hôm nay mình có lọc luôn. 4482 chị Thì Dương. Bốn bốn hôm nay miền Nam thì chỉ đi ba đài giùm em nha, tại 44 nó cầu nó yếu. Còn con 82 thì lót 28 đi Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. 2882 nha chị. Chào anh Hoàng Vũ Lộc Ngô nha, cảm ơn anh rất là nhiều. 47 có cầu đầy nào anh Nguyên Phạm. 47 47 miền Nam thì hôm nay mình cũng cầu yếu lắm anh ơi, nếu có đi thì đi ba đài đi anh ơi. Tuổi Sửu hôm nay mình có lọc luôn nha anh Hoài Phát ơi. Chào chị Nguyễn Thị Kim Anh nha. Nhâm Tuất hôm nay có lọc nha chị, đừng có bình luận số nha chị, muốn gì ghi bằng chữ viết giúp em nha. Tuổi Ngọ hôm nay mình có lọc luôn nha chị Thì Dương. Thanh Nguyên 55 có cầu không bạn? 55 55 hôm nay miền Nam mình có cầu luôn nha. Em chào chị Yến Lê nha. Giáp Tý có lọc nha chị. Còn Tân Hợi thì có lọc nhỏ nha chị Yến Lê. Giáp Tý thì có lọc trung bình. Còn Tân Hợi thì có lọc nhỏ. Chào chị Tôn Nữ Bảo Yến nha. Giáp canh ngọ hôm nay có lọc luôn nha chị. Chào anh Trần Thanh Toàn. Chào chị Trần Mỹ Tiên nha. Tuổi Dậu hôm nay có lọc luôn nha chị ơi. Chào anh Sơn Ký nha. Canh Tý hôm nay có lọc nha anh Sơn Ký ơi. Anh chị có nằm mơ thấy gì không vậy? Cảm ơn chị Kim Phượng rất là nhiều. Cảm ơn chị. 32 có cầu đài nào? Sơn Ký 32. 32 hôm nay miền Nam. Miền Nam thì cũng cầu yếu lắm anh. Nếu có đi thì đi ba đài giùm em nha. Giáp Thìn hôm nay mình có lọc luôn nha anh Văn ơi. Chào Minh Đào. 90 thì có cầu nha. 93 mình cũng có cầu luôn nha, nhưng mà con 93 thì lót lại con 39 giùm em nha. Chào chị Đặng Thị Nương nha. Tuổi Hợi hôm nay có lọc nhỏ nha chị ơi. À, anh Tân Quỳnh Giáp Thìn hôm nay mình có lọc luôn nha. Tuổi Thìn hôm nay thì tốt. Tuổi Thìn hôm nay là mình thuận với hạp với ngày thân nha. Tốt. Chào Nguyễn Anh Thư. Cảm ơn chị Nguyễn Anh Thư đã tặng em một like nha. 51 có cầu đầy nào? Sơn Ký. 51 đi Đà Lạt. Đi Đà Lạt và đài Tiền Giang nha. 51. Em chào anh Hiếu nha. 54 đài nào? Thì hôm nay miền Nam không có cầu con 54, nhưng mà nếu mà anh thích con 54 thì có thể đi ba đài giùm em nha. Chín mươi sáu cô đi và đài có không? 96 cô Long Nhi. 96 có cầu nha cô.
Đi giùm con Đài Kiên Giang và Đà Lạt nha con. Lót còn 69 giùm con luôn. Nhâm Tý hôm nay mình có lọc nghe mát rồi. 37 đi Tiền Giang Kiên Giang nha anh Sơn Ký ơi. Tuổi Dậu hôm nay mình có lọc nha chị Trăng Thị Hồng Thắm. 69 75 có cầu không em, chị Nguyễn Thị Kim Oanh. 69 có cầu như chị nhưng mà lót con 96 lại giùm em nha. 69 96 75 thì có cầu miền Nam nha. Phạm Nguyễn Minh Luân, Nhâm Tuất hôm nay mình có lọc luôn nha anh Phạm Nguyễn Minh Luân. Anh Minh Trí, Đinh Mão hôm nay mình có lọc luôn nha. À, Quy Hoa Nhâm Tuất bữa nay có lọc luôn nha chị Quy Hoa. Ngọc Mai 39 90. 39 93 Kiên Giang có cầu không 39 39 93 nếu mà chị đi 39 93 thì đi giùm em là Đài Tiền Giang và Kiên Giang nha chị 39 93 nha. Con 24 với 59 đi đài nào? 24 59 24 thì đi Tiền Giang và Đà Lạt. Còn 59 thì đi Tiền Giang Kiên Giang. Kỷ Dậu hôm nay mình có lọc luôn nha Thanh Minh ơi. Chào E Thi nha. Tân Mùi thì mai hôm nay có lọc luôn nha E Thi. Chào chị Nguyệt Nguyễn nha. 99 14 có cầu không? 99 99 thì hôm nay miền Nam có cầu nha chị. Còn con 14 thì lót con 41 giùm em. Chào chị anh Thanh Nguyệt chị Thanh Nguyên nha. Thấy gích nằm mơ thấy gích đánh lộc gì tuổi Mậu Thân này có lộc nha chị có thể tham khảo trên kênh giùm em nha, hỏi cô chú anh chị trên kênh coi thấy gích nằm mơ thấy gích là lộc gì. Chào chị Nam Vân nha, em chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều. 30 có cầu không? 30 Tăng Thị Hồng Thắm. 30 có cầu miền Nam nha chị. 30 có cầu miền Nam nha. Bốn mươi bốn tám mươi hai nãy em tư vấn cho chị rồi đó chị Thùy Dương, có thể nghe lại giùm em nha. Chào chị Quỳnh Thị Tiết nha. 03 miền Nam có cầu không? 03 thì lót 30 nha chị Quỳnh Thị Tiết. Chào anh Tướng Ngon nha. Ác tỵ hôm nay mình có lọc nhỏ nha Tướng Ngon ơi. Chào chị Trang Minh. 84 98 84 84 84 thì có cầu nha, 84 miền Nam mình có cầu luôn. Chín mươi tám thì lót con 89 giùm em nha. Đinh Tị hôm nay mình có lọc nhỏ nha anh TG ơi, VT TG. Rít đánh 2 và 60. Chào XK nha. Đinh Mùi hôm nay mình có lọc luôn nha chị XK. 17 79 miền Bắc có cầu không? Nhớ Đinh. Bảy mươi chín có cầu, 17 thì lót giùm em con 71 nha, miền Bắc. Kỷ Mùi hôm nay có lọc nha chị Trần Thị Thanh Tuyền ơi. Trương Văn Tới, Kiên Giang 70 có cầu không cháu, Kiên Giang 70, 70 có cầu nha. Sao ai mà gọi hoài vậy Tèn? Alo. Dạ em đang like chị, có gì em xuống like đi rồi em gọi lại cho chị ha. Dạ. Bảy mươi. Bảy mươi thì mình đi miền Nam giùm em nha, ba đài miền Nam.
39 có cầu miền Nam nhân dân giỏi rồi. Chào Bình Lưu nha, Mậu Tuất hôm nay mình có lộc luôn nha anh Bình Lưu. Chào anh Chiến, Mậu Ngọ hôm nay có lộc luôn nha anh Chiến. Bảy mươi bảy đài nào mạnh? 77, 77 hôm nay miền Nam mình cũng cầu yếu lắm, nếu có đi thì đi ba đài giùm em nha. Con 77. Miền Bắc 39, 93. Miền Bắc 39, 93. 39, 93 hôm nay là nếu mà đi 39, 93 mình đi nhỏ thôi nha. Tại miền Bắc hôm nay cầu 39, 93 hơi yếu. Bảy mốt có cầu nha chị Lũ Thị thì lên đây. Bảy mốt có cầu chị. Nếu mà miền Nam thì chị đi giùm em là Tiền Giang. Con 71 thì đi Tiền Giang. Lót con 17 đi Đà Lạt nha chị. 71, 17 đi Tiền Giang và Đà Lạt. Hai mươi bốn năm mươi chín đi giùm em 59, mới nãy em có tư vấn cho cả nhà mình rồi đó. Con 59 đi đài Đà Lạt và Kiên Giang. Còn con con 24 thì đi Tiền Giang và Kiên Giang. Cảm ơn chị Nam Văn rất là nhiều nha. Chào Thanh Di, Quý Mão hôm nay có lộc luôn nha Thanh Di. Chào anh Võ Tướng Đông. 7374, 7374, 73 thì hôm nay mình đi 37 giùm em, 74 thì đi 3 đài giùm em miền Nam. Cảm ơn Vô Vô rất là nhiều. Chị la cho em gọi cho chị hỏi Kiên Giang có 68 có cầu không? Thanh Nguyễn My, 68 Kiên Giang có cầu nha chị Thanh Nguyễn My. Yến Lê, anh ơi 31 Kiên Giang được không? 31 lót 13 đi Kiên Giang và Đà Lạt giùm em nha. Tuổi Dần hôm nay mình không có tốt nha chị Nguyễn Hồng Ngọc Muội ơi. Tại tuổi Dần hôm nay kỵ, chị có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. Chào anh Diệp Tấn Vĩ nha. Chào Mừng Trần, chào chị Mừng Trần nha. 18 21. 18 thì có cầu nha chị. Còn 21 thì chị đi giùm em là ba đài miền Nam nha, con 21. Cô Hải vào xem và like cho rồi. Cảm ơn cô Hải nha. Cô đừng bình luận số nha cô. Bình Lưu, Tiền Giang 28 có cầu không? Con 28 hôm nay 28 thì mình chịu khó đi 3 đài giùm em nha. Tuổi Dần hôm nay mình kỵ nha, 4 mùa qua có tham khảo lộc đi nhỏ thôi nha. Mười bốn lót 41 nha chị Thảo Nguyễn ơi. Chào chị Nhung Nguyễn nha. Tuổi Dần hôm nay mình có mình không tốt nha chị, có tham khảo lộc đi nhỏ thôi. Tuổi Dần hôm nay kỵ. Chào chị Tím Thanh nha. 39 và 90 miền Nam có cầu không và đi được đời nào? Còn 39 thì đi Tiền Giang Kiên Giang nha chị. Còn 90 thì đi Kiên Giang và Đà Lạt nha. Con 31 đẹp hơn nha anh Nguyễn anh Tú ơi, 31 đẹp hơn nha, lót 13 giùm em luôn nha. Chào chị Trăng Lâm nha. Chào Việt Diệp Tấn Vĩ. Con chào chú Thiệu Lê nha. 23 47 47 thì đi 3 đài giùm con nha chú Thiệu Lê. Còn con 23 đi Tiền Giang. Đi Tiền Giang và Kiên Giang nha chú.
67 thì hôm nay đi cầu Ba Đài giùm em luôn nha. 67 Thanh Lê Mậu Ngọ, hôm nay mình có lọc luôn nha. VVTG ơi, hôm nay em đi giao trầm nhang trầm gửi ba hàng cho shipper á, cho nên là trễ. 15 có cầu Đài nào, Sơn Ký. Mười lăm hôm nay chịu khó lót 51 giùm em nha, đi Tiền Giang và Đài Đà Lạt nha. 15 51. Thanh Nguyễn My 52 66. Sáu mươi sáu thì chỉ lót 99 giùm em nha, 66 và 99, còn 52 đi Tiền Giang Kiên Giang. Sơn Ký ơi, Tiền Giang không có cầu 72 nha. Nếu mà anh có đi Tiền Giang thì đi lót Kiên Giang giùm em nữa nha, 72 nha. Sáu mươi năm chị Trần Thị Hiệp 65. Đúng rồi chị, chỗ cửa hàng của em xa. 65 đi Kiên Giang chị, 65 đi Kiên Giang. Nếu mà chị có điều kiện nữa lót con 56 giùm em nha. Bình Thanh miền Nam 37 và 73 có cầu nha anh Bình Thanh. Cảm ơn chị Nam Vân rất là nhiều đã like cho em nha. Cô chú anh chị mình, mỗi cô chú anh chị mình cho Phương xin một like cả nhà, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha. Phương cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Hai bảy bảy hai. Hai mươi bảy có cầu miền Bắc nha anh, sức khỏe là vàng ơi. 27 có cầu miền Bắc nha, lót thêm 72 nữa cũng được. Nhưng mà con 72 hôm nay mình không có cầu miền Bắc, nhưng mà lót cũng được, lót một cặp đi cho nó chắc. Tuổi Mão hôm nay có lộc nha anh Quỳnh Vân Bình đây, tuổi Mão hôm nay có lộc. Tính lương Giáp Thìn hôm nay mình có lộc luôn nha. Chào chị Cao Hồng Quyên. 0905. Miền Nam. Không năm thì có cầu, 09 có cầu luôn nha. Hai con đó con nào cũng có cầu chứ nha chị. Bảy chín thì đi Kiên Giang và Đà Lạt giùm em nha. Còn 78 Tiền Giang Kiên Giang. Chào chị Lê Xuân Thủy nha. Nguyễn Ngọc Lan Tiền Giang 24 64. Hai bốn sáu bốn thì Tiền Giang Kiên Giang được nha chị. 2464. Chị Nguyễn Ngọc Lan ơi, Tiền Giang Kiên Giang 2464 được nha. Canh Tý hôm nay mình có lọc luôn nha Thạch Kim ơi. 17 lót 71 nha anh Trung Nguyễn ơi. 64 đi, nếu mà theo cá nhân Phương thì 64 đi ba đài nha, nha Kim mình rõ rồi. 24 59 đi Tiền Giang Kiên Giang chị Nga Lê. Miền Trung 97 cậu mạnh không anh Bình Thanh. Chín mươi bảy có cầu nha miền Trung. Miền Bắc nay 17 71. 17 71 có cầu miền Bắc nha anh VVTG ơi. Chào chị Nga Nguyễn nha. Chị la cho em rồi, chị hỏi em gửi trầm cho chị rồi chưa?
Chị Nga Nguyễn, chị đặt hồi nào? Chị đặt hôm qua hay là bữa nay? Chị đặt hôm qua hay là mới đặt bữa nay à? Nếu mà hôm qua thì chị đặt hôm qua thì bữa nay em mới gửi thôi. Thì nếu mà ở xa thì tầm 3 ngày, ở gần thì 2 ngày. Ai cô chú anh chị nào mình đặt hôm qua thì bữa nay Phương mới gửi thôi nha cả nhà. Tức là không có tính cái ngày đặt, cái ngày mà gửi thôi. Tính lúc mà đi cái ngày đi á. Chị hỏi hôm nay mình có lọc nhỏ nha chị Búp Lê ơi. Chào anh Nam Nam nha. Chào chị Thu Thủy 12. 12 có cầu miền Nam nha chị Thu Thủy ơi. 88 nay đài nào Trần Thị Lan. Tám mươi tám hôm nay chịu khó đi ba đài giùm em nha. 88 68 24 chị quên ghi số hi hi. À, chị Nhung Nguyễn 68, 68 thì có cầu nha chị, lót con 86 lại mềm 68 86. Còn có 24 thì có cầu nha. Đúng rồi chị Thí Trang, nay em lên trễ chị Thí Trang ơi. Kỷ Mùi hôm nay có lộc luôn nha Nam Nam ơi. Chị Nam Nam. Nhớ Đinh Phương ơi miền Trung. 16 54. Nhớ Đinh 16 54. Con 54 lót giùm em con 45 nha, miền Trung 54 lót 45. Còn con 16 hôm nay miền Trung không có cầu con 16. 16 không có cầu. Chị Tuyết Trần ơi 79 thì đi giùm em là đài Đà Lạt và Kiên Giang, 78 Tiền Giang Kiên Giang. Thóc Nguyễn canh ngọ hôm nay mình có lộc luôn nha anh Thóc Nguyễn ơi. Diên Thanh bữa anh cho là sao chị? Phong Phạm tuổi Hợi hôm nay mình có lộc nhỏ luôn nha. Xuyên Nguyễn chào chị nha. Tuổi Dậu hôm nay mình có lộc luôn nha chị Hồng Nguyễn ơi. Cảm ơn chị Đặng Lưu đã like cho em nha. 55 đi đây nào Phương ơi, nếu miền Nam thì không có cầu 55 nha anh. Miền Nam không có cầu 55 nha. Nếu mà mình có đi 55 thì lót lại giùm em là con 22 nha. Lót lại giùm em con 22. À Phương quên nữa. Nói cái vụ mà nhan trầm Phương mới nhớ. Cô chú anh chị ơi, mình đặt hàng thì mình cố gắng, mình đã đặt hàng rồi thì mình chắc ăn mình nhận đúng không? Mình đã đặt hàng nhang bên Phương thì chắc ăn cô chú anh chị mình cần dùng, cần xài mình mới đặt đúng không? Thì cô chú anh chị mình đặt á, thì cô chú anh chị mình gán nhận dùm Phương nha. Tại vì gửi đi cái phí ship Phương chịu cho cả nhà mình rồi. Mà nếu mà tới cô chú anh chị mà mình không có nhận á, mà hoàn cái hàng đó về á, thì cũng tội cho Phương là cái vụ tiền ship. Tiền ship thì Phương chịu đó cả nhà. Cho nên tới đó cô chú anh chị mình gắng giữ máy. Cái gì cái cũng phải gắng giữ máy. Mình gắng giữ máy đi. Ví dụ bữa nay mình đặt đi thì tầm 2 bữa tới 3 bữa tới mình gắng cố gắng mình giữ máy trong cả tuần lễ đảo lại. Chứ hôm nay qua nay có hôm nay cũng có những cái đơn hàng về vô lý quá. Nó Phương nói lên đây không phải Phương nói gì cô chú anh chị mình, mà đặt hàng thì mình lấy đi cả nhà, chứ mà mình cần xài mình mới đặt đúng không? Không cần xài mình đặt làm gì, mà đặt tới rồi thì mình cũng phải nhận dùm Phương để Phương hoàn hàng về. Shipper ta giao đúng 3 ngày giao không được ta hoàn hàng về rồi cả nhà, rồi hoàn về là cái tiền ship phí ship Phương phải chịu nữa. Hôm nay là có mấy đơn hàng, rất là nhiều đơn hàng rồi mà mới mới đây mới mấy ngày nay nè,
Là mới mấy ngày nay, hình như hôm nay nè Phương mới nhận được phản hồi nè, là cái đơn của cái cô gì ở Cần Thơ nè, cô Võ Thị Đệ. Đơn cô Võ Thị Đệ bữa đó là có đặt Phương một lư một hộp hay gì đó, một cái lư đốt với một cái hộp nhang trầm, rồi dặn là Phương lấy màu đen. Ban đầu nói lấy màu đen, rồi sau đổi thấy màu trắng đẹp quá mới kêu Phương ơi đổi lấy cái màu trắng, rồi Phương cũng đổi lấy cái màu trắng, rồi gói hàng gửi đi cho cô. Rồi rồi bây giờ là đi tới chỗ rồi, bà shipper gọi 4 ngày nay thuê bao không bắt máy rồi thuê bao luôn, rồi chính bản thân Phương gọi hôm qua tới nay đổ chuông không bắt máy, rồi xong tắt nguồn thuê bao luôn. Mà Phương nói nếu cô chú anh chị mình không có nhận á thì nói Phương ơi cô không có tiền nhận, cô không có tiền nhận, cô trả hàng con về. Rồi Phương vui vẻ. Còn cái này cái gì mà điện được xong rồi xong cái điện cái thuê bao điện được nha, ba bốn cuộc gì đó thấy số điện thoại của Phương cái tắt nguồn thuê bao luôn. À bây giờ nói với Phương một tiếng, Phương ơi cô không có tiền nhận, con hoàn hàng của con về đi. Phương vẫn chấp nhận vui vẻ hoàn về. Còn cái này đương không cái điện được, điện được xong xuôi cái bắt đầu cái hai ba cuộc gì đó cái thuê bao luôn, thấy số của Phương rồi tắt nguồn. Đó là trường hợp của cái cô ở Cần Thơ. Cô ở Cần Thơ là cô Võ Thị Đệ. Phương còn nhớ địa chỉ của cô đó là ở Cồn Khương sông Hậu quận quận cái gì mà Ninh Kiều đó, Ninh Kiều của Cần Thơ đó. Tốt nốt hay Ninh Kiều gì đó. Đó. Rồi thêm một đơn ở Vĩnh Long nữa. Lúc mà đặt hàng của Phương đó, đặt xong rồi. Ok lắm. Cái tới hồi shipper giao thuê bao. Mà thuê bao 3 4 ngày nay rồi cả nhà. Đó cô chú anh chị mình nghĩ làm sao? Lúc đặt hàng thì cái số điện thoại vẫn còn ok nha. Mà tới lúc shipper nó gọi đi, Phương gửi hàng đi, shipper nó gọi thì lại thuê bao. Thuê bao dẫn cho tới bữa nay luôn, 3 4 ngày trời liên tục luôn. Thì shipper người ta bên công ty giao hàng người ta 3 ngày 4 ngày là người ta trả hàng về rồi, người ta đâu có giao nữa đâu. Cho nên cô chú anh chị mình á, mình cần mình mới đặt đúng không? Cái này không cần mà đặt chi tội cho Phương nữa cả nhà. Gửi đi tiền ship cũng mấy chục ngàn chứ đâu phải rẻ đâu. Một đơn Phương bán đâu có lời nhiêu tiền đâu. Mà cả nhà mình làm vậy là chết cho Phương rồi đó. Rồi Phương tức có một cái là bây giờ nếu mà nhận không nhận thì thôi. Thì bắt máy lên đi nghe đi. Ừ. Cô không có nhận đó, hoàn hàng gì đi, nói gì đâu mà gọi được xong cái điện thuê bao. Cái đó là Phương nói thật sự Phương buồn lắm, nó không có giá đáng bao nhiêu tiền trên cả nhà mà làm gì coi nó không được. Hôm đó tới nay hoàn về biết bao nhiêu đơn, hôm nay mấy hoàn về cũng cũng khá rồi đó. Mà có cái trường hợp là của cô ở Cần Thơ đó, cô Võ Thị Đệ đó, ở ngay chân cái Cồn Khương sông Hậu gì đó, là đặt đặt xong cái gọi điện được, chính Phương hồi sáng gọi còn gọi nữa mà, rồi gọi xong tắt nguồn luôn thuê bao luôn. Sao mà kỳ cục thiệt. Đó, nên cô chú anh chị mình có đặt hàng bên Phương thì cán cố gắng nhận giùm Phương. Mình cần mình mới đặt đúng không? Mình không cần mình đặt làm gì. Mà đi bơm hàng người ta như vậy thì nó tội lắm. Dạ đúng rồi chị, hôm nay em đi giao trầm hương cho cô chú anh chị rồi về trễ là trễ chị. Thôi bây giờ Phương cũng thắp nhang rồi chuẩn bị chút xíu xin tài lộc cho cả nhà mình nha. Rồi còn thêm một cái vấn đề này nữa cả nhà.
cái lọc của ông cái lọc của Phương Sinh trên kênh nè. Phương Sinh trên kênh đó, ông Địa ông đăng link đó, lọc ông Địa cho là về đó cả nhà. Nhưng mà Phương không hiểu tại sao mà cô chú anh chị mình thích cái lọc riêng ghê luôn á. Cứ điện cho Phương xin lọc riêng miết luôn. Phương nói rồi, cô chú anh chị mình á, ông Địa đăng link, ông Địa đăng link, cô chú anh chị mình lấy cái lọc của ông Địa đi đi. Ông Địa cô chú anh chị mình thấy không, về đầu đuôi không đó. Về lô, về đầu, về lô, về đầu ngà cũng có hết trơn á. Vậy mà gọi cho Phương xin cái lọc riêng, nói cho Phương cho số trên kênh không có trúng gì hết trơn á. Giờ cho Phương xin cho xin cái lọc riêng. Rồi xin lọc riêng xong xuôi rồi nói để trúng gỡ tiền, rồi trúng cục trúng rồi xong cũng mất tiêu luôn, lặn hâm luôn. Thì thà được, Phương cũng phải mà ham tiền cả nhà. Thà mình đừng có hứa. Ví dụ hứa thì phải làm đúng không? Thà mình đừng có hứa, Phương không đòi hỏi. Tự cái lòng mình hứa thì mình phải là thực hiện. Bởi vì Phương nói nhiều khi cái lọc riêng á, Phương nói chia sẻ ra nhà luôn, Phương xin cái lọc riêng á, nhiều khi còn gãy nguyên một tuần lễ luôn, không về luôn. Mà lọc trên kênh lại về đều đều, lọc ông Địa cho về đều đều. Cho nên cô chú anh chị mình á, có muốn tham khảo thì lọc thì lấy cái lọc trên kênh đi đi. Phương này chia sẻ thật. Còn lọc riêng là xin nhiều khi chỗ khác không linh, thua không à. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin ông Địa, ông thần tài và ông thần tiền, ông ơi, ông ban cho con xin một cái lọc xăm, một cặp tài cặp lọc. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 2024, năm Giáp Thìn. Con cũng xin ông Địa, ông thần tài, ông thần tiền xin tài lộc cho miền Trung và miền Bắc tối hôm nay. Thì ông cũng soi xét cái xăm đi ông ơi, xăm nào chút nữa về rực rỡ ngày hôm nay đó. Thì ông ban cho con xin nha. Tại cô chú anh thị mình thấy ông Địa ông cho là ga đó, ông Địa ông cho là ga không à. Mà mắc gì cô chú anh chị mình phải xin cái lọc riêng làm cái gì? Chứ phải mà lọc trên kênh nó không ra thì cô chú anh chị mình gọi điện cho Phương á, xin lọc riêng thì cái đó chấp nhận đồng ý. Còn cái lọc trên kênh nó có đều đều ở trên, ngày nào cũng có về, ngày nào xin cũng có về hết trơn. Thì mình đánh trên kênh đi, mình tham khảo trên kênh đi. Mình mất mớ xin lọc riêng làm cái gì? Lọc riêng nhiều khi nó cũng thua thấy mồ luôn. Phương chia sẻ thật là xin lọc riêng đôi khi cho tào lao không có thua không. Cho nên Phương cũng chia sẻ với cô chú anh chị mình đó như vậy đó. Thì tham khảo trên kênh đi. Tại vì một ngày Phương nhận rất là nhiều cái cuộc gọi là toàn trong đó là xin lọc riêng không. Phương rất là phiền cái vụ đó. Phương nói thiệt, cô chú anh chị mình xin là nhận cái lọc trên kênh tham khảo đi cả nhà. Chứ không phải mà cô chú anh chị mình cái lọc trên kênh của Phương không linh không ra đó, cô chú anh chị mình xin lọc riêng Phương đồng ý Phương cho. Còn cái này cái lọc trên kênh ngày nào cũng về hết trơn luôn. Ông cho về đầu không nè, mấy cái đầu hôm nay rồi lô nữa có ra. Cô chú anh chị mình cứ đánh trên kênh đi, tham khảo trên kênh đi, lọc riêng Phương cho thua không đó, không có trúng đâu. Rồi thì cũng còn thời gian cũng không có nhiều cả nhà. Thì bây giờ cho phép Phương xin giới thiệu cái sản phẩm mặt hàng Phương bán, rồi Phương xuống like Phương bán xong rồi Phương giới thiệu xong, Phương lắc cái xăm cho cả nhà mình tham khảo rồi Phương xuống like. Mời ông Địa phúc con Địa ơi. Thank you.
Ông mời ông thằng Tiền hút thuốc cho con ông ơi. Cô mời ông thần tài hút thuốc với con không ạ? Thì kính thưa cô chú anh chị, trên kênh của Phương đó thì Phương cũng gửi tới cái mặt hàng sản phẩm mà Phương đang bán, hiện tại Phương đang bán thì cũng để kiếm cái chút cái đồng ngân để mà mua đồ để cúng kiến cho các ông hàng ngày, để mà xin tài lộc cho cả nhà mình. Kiếm thêm thì một hũ như vậy là Phương chỉ lời được 10.000 thôi cả nhà. Thì Phương cũng bán cái nhang trầm hương nụ của cô chú anh chị. Đây, cái sản phẩm mà Phương bán là cái nhang trầm hương nụ nha cả nhà. Cái mùi thì rất là thơm luôn. Cái mùi thì rất là thơm luôn cả nhà. Thơm là thơm dịu nhẹ nha, chứ không phải mà thơm gắt nha cô chú anh chị. Là một hũ như vậy là có trong đây có 30 viên. 30 viên nụ nha cả nhà. Thì một nụ vậy mình đốt tầm khoảng 10 phút tới 15 phút là trời có gió đó. Lúc mà cô chú anh chị mình để chỗ có gió đó thì đốt khoảng 10 phút 15 phút. Nếu mà không gió thì tầm 20 tới 25 phút nha cả nhà. Đó thì cái mùi rất là thơm, thơm dịu nhẹ, thơm không có gắt nha, thơm dịu, thơm dễ chịu lắm. Thì công dụng của cái nhang này á thì cô chú anh chị mình á, là đầu tiên là thắp ở cái những cái ngôi ban thờ của cả nhà mình trong nhà đó, là mình thắp thơm, thơm ban thờ, thơm chỗ bàn thờ của chú anh chị mình thắp rất là thơm luôn, tốt nữa. Công dụng thứ hai của chú anh chị mình có thể xông nhà được, nhà của chú anh chị mình đang xui xẻo hay là quế khí ám khí gì đó thì cô chú anh chị mình mua về mình có thể xông nhà được. Tẩy quế trừ tà được nha cả nhà, xua đuổi cái giận xui, cầu tài lộc vô nhà mình nha, giận may mắn đến với gia đạo của mình nha. Thì điều thứ ba là cô chú anh chị mình nhà có thờ ông thần tài thổ địa đó, thường thường là cô chú anh chị nhà nào cũng có thờ đúng không, mua về đốt ngay tại bàn thờ thần tài thổ địa là cầu cho trong nhà trong cửa nè im ấm nè, may mắn nè, tài lộc nè. Ai mà làm ăn kinh doanh buôn bán đó có thể mình mua về mình đốt thì rất là tốt, cầu mua mai bán đất, đắc khách đắc hàng nha cả nhà. Thì một hũ như vậy Phương bán với giá 100.000 một hũ, trong đây có 30 viên nha, phí ship thì Phương bao cho cả nhà mình luôn. Thì cô chú anh chị nào mà mình không có thờ cúng đó thì mình mua mình đốt cũng vẫn được nha cả nhà, mua đốt mình ngửi nha. Mình mua để mình đốt, để mình ngửi, mình tịnh tâm, xả stress cũng vẫn được nha cả nhà. Thì một hũ như vậy là 100.000, phí ship Phương bao cho cả nhà mình luôn nha. Thì hôm nay Phương có về cái lô lư mới cho cả nhà. Hôm nay Phương có về cái lô lư sông trầm mới nha. Thì nó gồm có 6 màu. Để Phương để lên từ cái cho cả nhà mình thấy nha. Cái màu đầu tiên là cái màu trắng. Màu trắng nè, màu trắng có hoa sen trên đây nha, quả tiết hoa sen nha. Là đây là màu đầu tiên. Cái màu thứ hai, hôm nay Phương có về lô mới nha cả nhà. Đây màu thứ hai đây, Phương không biết màu này màu gì nữa. Đó cô chú anh chị mình thích thì ok nha. Đó, màu thứ hai. Màu thứ ba. Màu thứ tư. Màu thứ tư là màu xanh đó cả nhà, màu xanh thường ngày á. Đó. Màu thứ năm. Mô Phật. Màu thứ năm. Và màu cuối cùng nha cả nhà. Màu cuối cùng nha. Màu vàng. Màu cuối cùng là màu vàng nha. Đó.
Thì mỗi màu vậy là Phương là lấy ba cái, là một màu như vậy là Phương có ba cái. Thì cô chú anh chị mình là lấy màu nào thì nói với Phương nha. Nói chung là tạm là gọi là bông vàng bông xanh đi. Ở đây là hai cái bông nè, nữa cô chú anh chị mình dễ nhận dạng nha. Đây là bông xanh, đây là bông xanh nha, còn đây là bông vàng đó. Nữa cô chú anh chị mình có đặt nó ở Phương ơi lấy cho cô màu gì đó, bông xanh bông vàng cho nó dễ nhận định cả nhà. Đó, đây là bông vàng nè, đây là cái bông vàng nha, còn đây là bông xanh nha. Đó, còn đây là bông đỏ đi, mình kêu bông đỏ đi nha, nó dễ nữa, dễ đặt hàng nha. Đây là bông đỏ nha, bông xanh, bông vàng và bông đỏ là ba loại bông nha. Còn cái này trơn, cái này là trơn xanh nó không có bông nha, trơn xanh và trơn vàng dưới màu trắng. Rồi đó cô chú anh chị mình nữa có thích màu gì đó thì lấy màu gì thì nói với Phương nha cả nhà. Rồi bây giờ Phương lắc cây sâm nha cả nhà ơi, cho cô chú anh chị mình tham khảo tài lộc nha. Thì cô chú anh chị mình có liên hệ mua lư bên Phương hoặc là ủng hộ nhang trầm hương bên Phương thì liên hệ qua số điện thoại này nha cả nhà, 0971 801124 là Phương có bán nhang sông trầm, cái nhang sông, cái nhang nhang nụ á, nhang trầm hương nụ và lư sông trầm. Thì nhang thì Phương bán là một hũ 100 ngàn, có 30 viên nụ, còn lư sông trầm thì một cái là 150, phí ship là Phương hoàn toàn bao cho cả nhà mình luôn, cô chú anh chị mình không cần trả phí ship nha. Thì mà một hũ nhang là 100 ngàn, cái lư sông trầm á, cái đồ đựng để mình đốt nhang đó là 150 ngàn một cái, đó là một một hộp với một lư là 250. Đó, cô chú anh chị mình thích màu nào thì cứ bình luận cho Phương lấy thì nói cho Phương biết, Phương lấy cái màu đúng ý thích của cả nhà mình. Còn nếu mà ai không nói thì Phương tự chọn màu nha. Rồi thì ai có mua ký, cô chú anh chị mình có mua ký nhang trầm hương mà có mua ký thì Phương cũng có bán luôn nha cả nhà. Một ký là 1,3 triệu nha. Trong một ký là có 400 mấy chục viên nụ nha cả nhà. Đốt cũng lâu lắm nha cả nhà. Một ký là 1,3 triệu. Mua hũ thì một hũ có 30 viên là 100 ngàn. Còn cái lư xong á, là cái đồ để nhang để mình đốt đó là 150 ngàn một cái. Mình mua một lần mình xài cả đời luôn cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Ông địa ông thần tài ông thần tiền ơi, con cũng xin phép con lắc cái ông sâm ông ơi. Sâm nào ông cho con tài lộc, nào ông cho con hôm nay hưởng rút thăm ban cho con nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu xin ông địa ông thần tài và ông thần tiền ông ơi, ông cũng ban cho con xin một cái lộc sâm, một cây sâm tài lộc ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn. Con xin ông địa ông thần tài ông thần tiền tài lộc cho miền Trung và miền Bắc tối hôm nay. Thì giờ con xin phép ông, con lắc cái hũ sâm, sâm nào ông cho con đừng rút ra ban cho con nhau. Rồi sâm này cũng đẹp cả nhà, sâm này cũng tương được tương đối thôi. Hôm nay ông ban mèo sâm ông địa ông thần tài ông thần tiền ban cho cô chú anh chị mình cho miền Trung miền Bắc và luôn cả miền Nam cũng được nha cả nhà. Cô chú anh chị mình đi cho miền Nam cũng được luôn nha, miền Nam miền Trung và miền Bắc là 90 lót 09, 90 lót 09 nha cả nhà, là cặp 90 lót 09. Đây là cô ông địa ban cho Phương xin cho miền Trung miền Bắc
Nhưng mà đi cho miền Nam trước, đi cả nhà, khi nào mà không có miền Nam tiếp tục đi cho miền Trung, miền Bắc nha. 90 lót 09 nha cô chú anh chị. Xăm 90 là lộc chính, Phương chốt đảo lại là con 09 nha. Có cầu chị, có cầu nha chị Lê Tiểu Quyên. Ông địa, ông thần tài, ông thần tiền ơi, ông cho cây sâm 90 và con chốt đảo lại con 09 đó, hôm nay cũng độ về gặp gỡ nhau. Miền Nam thì ông cho con 72 27 27 72, miền Trung miền Bắc là 09 90, ông cũng độ cho hôm nay về đầy đủ nhau. Rồi Phương chốt lọc cho cả nhà mình nha. Chín mươi không chín, thì ba càng xíu chủ con ghép cho cả nhà mình là càng 7 nha cả nhà. Bảy chín, 790 và 709 nha. Lộc ông địa, ông thần tài và ông thần tiền ban cho cô chú anh chị trên kênh của Phương tham khảo ngày 14 tây tháng 4 2024, miền Trung và miền Bắc 90 và 09 nha cả nhà. Cô chú anh chị mình tham khảo nha. Ra đường thì mình gặp với số kiến thiết 90 và 09, mình rút cầu may nha cả nhà. Thì ba càng xỉu chủ là Phương ghép cho cả nhà mình, tặng cho cả nhà mình là càng 7 nha. 790 và 709 nha cả nhà. Cô chú anh chị mình tham khảo nha. Chín mươi lót 09 nha cô chú anh chị. Con cầu xin ông địa, ông thần tài và ông thần tiền, ông ơi bổn ban cho con xin tài lộc ngày hôm nay đó ông ơi. Ông cho là xăm 90, con chốt đảo là 09, là miền Trung miền Bắc, thì con nhận lộc ông ban rồi. Con cũng xin ông hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 2024 năm Giáp Thìn, ông độ cho miền Trung miền Bắc ra đầy đủ 90 và 09 nha ông. Còn miền Nam là 27 và 72 đó, đầy Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt ông cũng cho ra đầy đủ nha ông ơi, về đầy đủ nha ông. Cầu xin ông địa, ông thần tài, ông thần tiền mấy ông hộ độ mấy ông ơi. Rồi Phương chốt cho cả nhà mình là 90 và 09 nha cả nhà. Cô chú anh chị mình tham khảo nha. Rồi thì Phương cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều đã bỏ thời gian quý báu ra theo dõi hết buổi live của Phương. Nếu cô chú anh chị mình quý mến Phương thì cũng cho Phương xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Phương cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi thì giờ Phương xin xuống like cả nhà ơi. Hẹn cô chú anh chị mình vào những buổi live tiếp theo nha.